Easy Badminton. Sau khi trải nghiệm sợi cước Gosen Ryzonic 65 này, mình thấy về cái lớp vỏ nó khá là giống với BG80. Tuy nhiên là nó không được sần bằng BG80, cho nên là cái độ giữ dây của nó ấy, nó khá thấp. Nhưng mà đối với một loại cước có cái đường kính là 0,65mm như này ấy, thì với mức giá này thì là tạm ổn. Nói chung là đây là một cái loại cước khá là mới, nên là mọi người hơi mất thời gian để có thể làm quen với nó hơn là các loại phổ biến như là Li-Ning hay là BG66U. Thế thì mọi người nếu muốn trải nghiệm cái loại cước này thì có thể qua các cơ sở của EZ Badminton để bên mình sẽ phục vụ mọi người loại cước Ryzonic 65 này nha.